Hôm nay không khí ở Bạch Phủ trông có vẻ nặng nề khác thường. Tạ Nhiên bước vào phủ liền bị người hầu ngăn lại. Hắn hỏi hạ nhân trong phủ đang có chuyện gì, tại sao mọi người lại như vậy. Hạ nhân lắc đầu khẽ nói, hôm nay trong phủ không tiện tiếp khách, nhưng mà Tạ Nhiên vẫn cố chấp, ngang bướng đi vào. Tên hạ nhân chưa kịp ngăn cản, hắn đã xông vào nhà chính của Bạch gia. Lúc này ở giữa nhà chính là tên quản lý ở cửa hàng của Bạch Thiên Minh. Tên này thì vừa mới lên làm quản lý cách đây được 3 tháng, nhưng mà tay chân không sạch sẽ, đã đụng tay đụng chân vào một số cái lô hàng hoa lớn của Bạch gia, làm cho Bạch Thiên Minh bị tổn thất rất là nặng nề. Lúc mà Tạ Nhiên xông vào thì thấy tên này đang khóc lóc quỳ gối ở giữa nhà, cầu xin Bạch Thiên Minh cho hắn một cơ hội làm lại. Sắc mặt của Bạch Thiên Minh thì vô cùng không tốt, không phải chỉ vì tên quản gia này dám động tay động chân vào, mà là bởi vì Bạch Thiên Minh biết rõ tên này đã bị những họ hàng của Bạch gia cài cắm vào cửa hàng. Những người này luôn muốn thừa cơ hội lúc Bạch Thiên Minh sơ hở mà đẩy hắn vào chỗ chết. Vì vậy loại người này tốt nhất là không nên giữ lại, chỉ gây họa cho sau này mà thôi. Bạch Thiên Minh hắn từ ngày lên làm gia chủ của Bạch gia đến bây giờ chưa bao giờ tha thứ cho bất kỳ kẻ nào có ý định kéo hắn xuống khỏi ghế gia chủ của Bạch gia. Ngược lại Tạ Nhiên chưa hiểu tình huống gì, nhưng khi tên quản gia vừa thấy Tạ Nhiên bước đến, hắn liền vội vàng cầu xin Tạ Nhiên, bởi vì hắn biết Tạ Nhiên là một người đặc biệt có thể tự do đi đến Bạch gia, là bạn bè của Bạch Thiên Minh, lại còn là người mà cha của Bạch Thiên Minh rất là yêu thích. Hắn vội vã khóc lóc, không thừa nhận bản thân đã làm hại cửa hàng, lại còn đổ lỗi cho người khác, nói bản thân bị vu oan, khiến cho Tạ Nhiên vô cùng bối rối. Đứng trước một người đang quỳ gối khóc lóc cầu xin trước mặt mình, Tạ Nhiên cũng không thể nào lạnh lùng như Bạch Thiên Minh được. Hắn cảm thấy tên quản lý cửa hàng này cũng không phải phạm lỗi sai gì lớn. Số tiền này Tạ Nhiên có thể bỏ ra để đền bù cho Bạch Thiên Minh, không cần nhất thiết phải dồn người khác vào chân tường như vậy. Bạch Thiên Minh nghe vậy thì mới cười xòa. Bạch Thiên Minh cảm thấy Tạ Nhiên đang xen vào chuyện của mình. Những chuyện lúc trước Tạ Nhiên ngu ngốc, hắn không thèm chấp. Nhưng mà hiện tại bây giờ hắn là gia chủ của Bạch gia, làm sao Tạ Nhiên có thể nhúng tay vào? Như vậy thì còn gì là quy củ của Bạch gia nữa. Bản thân của Tạ Nhiên chỉ cảm thấy là chuyện này có thể giải quyết êm đẹp, không cần thiết phải đối xử khắc nghiệt với người khác như vậy. Hắn cảm thấy Bạch Thiên Minh hôm nay rất khác ngày thường. Hắn không phải là con người lạnh nhạt, cũng không phải là con người không hiểu lý lẽ như vậy. Cảm thấy hắn không phải là Bạch Thiên Minh mà hắn đã từng quen biết nữa. Hai người cãi nhau, bầu không khí lại càng u ám thêm nữa. Bạch Thiên Minh thì không muốn nói chuyện với lại Tạ Nhiên cái tên ngu ngốc này. Bạch Thiên Minh vì quá bực tức cuối cùng lại phất tay áo rời đi. Tên quản lý cửa hàng vội vàng dập đầu cảm ơn Bạch Thiên Minh và Tạ Nhiên. Hắn ta không ngừng xúm xích cảm ơn Tạ Nhiên đã nói lỡ cho hắn. Ở trong lòng hắn thì lại thầm nghĩ, không ngờ vị trí của Tạ Nhiên ở trong lòng của Bạch Thiên Minh lại cao đến như vậy. Hắn ta tưởng đâu hôm nay đã không giữ được mạng của mình rồi. Không ngờ chỉ vì vài lời nói của Tạ Nhiên mà hắn chỉ bị trục xuất ra khỏi cửa hàng mà thôi. Khi mà về nhà thì Tạ Nhiên mới suy nghĩ lại, hắn đã vì một hạ nhân mà cãi nhau với lại Bạch Thiên Minh, còn làm cho Bạch Thiên Minh tức giận như vậy. Suy nghĩ rối rắm một hồi thì Tạ Nhiên quyết định là mình phải đi xin lỗi Bạch Thiên Minh. Hắn không muốn vì chuyện này mà tình cảm giữa hai người bị sứt mẻ. Lão Trịnh là người quản lý ở cửa hàng hoa của Bạch gia đã được hơn 3 tháng. Lúc đầu hắn cũng là một người trung thực, nhưng sau khi nhị lão gia của Bạch gia đến tìm hắn thì hắn đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Vài tháng gần đây hắn không ngừng làm khống sổ sách, nhập các loại hàng kém chất lượng nhằm bòn rút tiền của cửa hàng. Nhị lão của Bạch gia còn nói với hắn rằng chỉ cần thời cơ đến, âm thầm làm cho Bạch Thiên Minh xảy ra tai nạn thì hắn sẽ có được một món tiền lớn, thậm chí là những lời hứa hẹn về cuộc sống sau này sung túc. Nhưng hắn không ngờ rằng ngay từ lần đầu tiên mà hắn động tay động chân vào thì Bạch Thiên Minh đã để ý và điều tra hắn. Chỉ là bây giờ khi mà Bạch Thiên Minh đã thu được đủ bằng chứng thì lão Trịnh mới bị lôi ra để mà xét xử công khai. Tuy nhiên hôm nay bởi vì có Tạ Nhiên quấy rối cho nên là Bạch Thiên Minh vẫn chưa làm gì được hắn. Sau ngày hôm đó, lão Trịnh mới lén lút chạy đến nhà của Bạch nhị lão gia để mà báo cáo. Bạch nhị lão gia cảm thấy quân cờ này đã không còn hữu dụng nữa. Tuy nhiên hắn vẫn muốn lợi dụng lão Trịnh thêm một lần để mà hãm hại Bạch Thiên Minh. Bạch nhị lão gia biết rằng ngày mai Bạch Thiên Minh sẽ phải đi gặp một khách hàng lớn, cho nên hắn sai lão Trịnh động tay động chân vào xe ngựa của Bạch Thiên Minh. Hắn xúi dục lão Trịnh đưa ra một món hời cực kỳ lớn và hứa với lão Trịnh rằng sau khi xong vụ này thì sẽ thu xếp cho lão Trịnh và gia đình cao chạy xa bay. Sáng hôm đó theo đúng lịch trình thì Bạch Thiên Minh lên xe ngựa để mà đi lên thị trấn phía trên. Tạ Nhiên lúc bấy giờ thì mới đuổi theo và nặng nặc đòi phải lên chung xe ngựa đi chung với lại Bạch Thiên Minh. Hạ nhân đã cố ngăn cản Tạ Nhiên nhưng cuối cùng Bạch Thiên Minh lại cho phép Tạ Nhiên đi chung với mình. Xe ngựa đang chạy bon bon trên đường, Tạ Nhiên thì không biết nên mở lời với Bạch Thiên Minh như thế nào về cái câu chuyện hôm trước, còn Bạch Thiên Minh thì không muốn nói chuyện với Tạ Nhiên. Cả hai người thì đều im lặng, bầu không khí ở trên xe thì cực kỳ là xấu hổ luôn. Chiếc xe dần đi ra khỏi thị trấn, tiến đến một khu rừng nhỏ. Tạ Nhiên lúc này thì mới bối rối lên tiếng, hắn muốn xin lỗi Bạch Thiên Minh, hắn cũng không biết rõ là bản thân đã làm sai cái gì hay phải xin lỗi về cái gì. Tuy nhiên nội tâm của hắn thì luôn mách bảo rằng hắn phải xin lỗi Bạch Thiên Minh. Bạch Thiên Minh nghe thấy hắn xin lỗi mình thì mới nhàn nhạt hỏi hắn, ngươi xin lỗi ta vì điều gì? Ngươi đã làm gì có lỗi với ta hay sao? Tạ Nhiên lúc này ngơ ngác, hắn cũng không biết nữa. Thấy Tạ Nhiên im lặng, Bạch Thiên Minh mới đáp lời, nếu như mà ngươi không biết bản thân mình đã sai điều gì thì không cần thiết phải nói xin lỗi. Bầu không khí lại im lặng, Tạ Nhiên không biết nói gì tiếp theo với lại Bạch Thiên Minh. Lúc này bỗng nhiên xe ngựa chạy nhanh hơn, có cảm giác như con đường sóc nảy, cành cây lá xào xạc ở bên ngoài. Tạ Nhiên cảm giác không đúng mới vén rèm ra nhìn thử, người đánh xe ngựa thì không thấy đâu. Con ngựa thì đang lồng lộn lên, cắm đầu chạy về phía trước như điên. Mắt thấy phía trước là một vực sâu, Tạ Nhiên mới vội vàng kéo tay của Bạch Thiên Minh muốn nhảy khỏi xe ngựa. Lúc này Bạch Thiên Minh nắm chặt lấy tay của Tạ Nhiên, hắn gằn giọng nói, Tạ Nhiên, ngươi có biết hành động ngu ngốc của ngươi ngày hôm qua chính là thả sói về rừng, vụ tai nạn hôm nay chính là do lão Trịnh bày mưu tính kế.
Tạ Nhiên nghe như vậy thì giật mình. Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Thiên Minh liền nắm tay hắn nhảy xuống xe ngựa. Chiếc xe ngựa theo đà lao xuống dưới vực, gây ra một tiếng động lớn. Tạ Nhiên nằm ở trên mép vực thở hổn hển. Hắn còn chưa kịp tiêu hóa những gì mà hồi nãy Bạch Thiên Minh vừa nói. Cái gì gọi là thả sói về rừng? Lão Trịnh là người rắp tâm gây ra vụ tai nạn này. Hắn muốn hại chết Bạch Thiên Minh hay sao? Chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ như vậy mà Lão Trịnh lại ghi thù với Bạch Thiên Minh muốn hại chết hắn? Tạ Nhiên lê thân hình đau nhức đứng dậy tìm Bạch Thiên Minh. Hắn phát hiện ra Bạch Thiên Minh đang bị thương. Có lẽ vì cú nhảy lúc nãy đã làm cho tay của Bạch Thiên Minh bị cành cây sắc nhọn làm bị thương. Tạ Nhiên vô cùng tự trách, vội vàng đỡ Bạch Thiên Minh ngồi dậy. Tạ Nhiên dùng vạt áo băng bó tạm vết thương cho Bạch Thiên Minh. Lúc này Bạch Thiên Minh mới mở mắt ra, chậm chậm nói: Tạ Nhiên, ta biết ngươi là một đại thiếu gia, ngươi không quen nhìn thấy đủ loại ám toán trên cuộc đời này, nhưng mà Bạch Thiên Minh ta là gia chủ của Bạch gia, ta trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, chuyện hôm nay cũng không phải là ít. Ta biết ngươi tính tình ngay thẳng, có đôi chút ngu ngốc, nhưng ngươi không thể nào mãi mãi như vậy được. Chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài mà phán đoán mọi chuyện sau này thì sẽ gây ra hậu quả chết người. Hôm nay là một bài học ta muốn dạy cho ngươi, mặc dù kiếp nạn này ta có thể tránh, nhưng nếu là dạy cho ngươi một bài học thì coi như là bài học này cũng xứng đáng. Chuyện Lão Trịnh thông đồng với lại nhị lão gia, Bạch Thiên Minh đã biết, tuy vậy hắn muốn để cho Tạ Nhiên thấy, vì sự đơn thuần và ngu ngốc của hắn có thể khiến cho người khác mất mạng. Tạ Nhiên nghe đến đây thì trong lòng rối rít không thôi. Hắn không nghĩ mọi chuyện lại tệ hại đến như vậy, cũng không nghĩ chỉ là một câu nói của mình lại khiến cho Bạch Thiên Minh bị thương như vậy. Thậm chí nếu như hôm nay Lão Trịnh thành công thì không biết cả hắn và cả Bạch Thiên Minh sẽ như thế nào. Tạ Nhiên muốn mở lời để xin lỗi Bạch Thiên Minh. Bạch Thiên Minh lại nói tiếp: Tạ Nhiên, ta nghe thấy được lời tỏ tình của ngươi, ta cũng biết tâm ý của ngươi, nhưng mà phải phân biệt rõ ràng đâu là thật sự thích, đâu là cảm xúc nhất thời. Ngươi hiện tại chỉ đang cảm thấy yêu thích vẻ bề ngoài của ta, ngươi không biết được con người thật của ta như thế nào. Ngày hôm qua lúc ngươi cầu tình cho Lão Trịnh, ngươi cảm thấy ta là một người xa lạ, khác với lại Bạch Thiên Minh mà ngươi đã từng biết hay sao? Đúng vậy, ta vốn dĩ là một người như vậy, ta không phải là người hiền lành, bởi vì nếu như ta sống quá hiền lành thì ta đã không nắm trong tay chiếc gia chủ của Bạch gia rồi. Vì vậy, Tạ Nhiên, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi, thứ mà ngươi thích là Bạch Thiên Minh hay là ta? Tạ Nhiên vẫn còn đang ngơ ngác, hắn không hiểu ý của Bạch Thiên Minh là gì, tại sao lại là thích Bạch Thiên Minh hay là ta, chẳng phải là cùng một người hay sao? Suốt cả quãng đường về đó, Bạch Thiên Minh không nói thêm gì nữa với Tạ Nhiên. Nói về Lão Trịnh, ngay lúc xe ngựa của Bạch Thiên Minh vừa mới ra khỏi thị trấn thì hắn đã bị bắt lại. Về sau, người ta không thấy Lão Trịnh xuất hiện ở cửa hàng hoa của Bạch gia nữa, thay vào đó là một người hoàn toàn khác. Nhà của Bạch nhị lão gia cũng thấy đóng cửa im thinh thích, không thấy giao lưu với người ngoài nữa. Bạch Thiên Minh trở về, trên tay bị thương, tiểu công tử của nhà Tạ gia thì không thấy đâu. Bạch Thiên Minh cảm thấy phiền lòng, hắn phất tay kêu hạ nhân đi mời đại phu. Ngay lúc này có một người bước vào, Bạch Thiên Minh ngước nhìn hắn cười mỉm: Ha, ngươi còn biết trở về hay sao? Người vừa mới bước vào tướng mạo cao lớn, thân hình thô kệch, trong gương mặt có vẻ thần bí lại có chút dữ dằn. Hắn ta cười mỉm nói: Ta chỉ mới rời đi một hai tháng mà trong ngươi đã tàn tạ như vậy rồi sao? Chẳng lẽ ngày tàn của Bạch gia sắp đến? Bạch Thiên Minh, mạng của ngươi đúng là không có ta thì không được mà, ngươi tại sao vẫn không chấp nhận chuyện này chứ? Bạch Thiên Minh quơ tay ném chiếc thao đồng về phía người đang cười nói. Hắn gằn giọng: Tên lang băm chết tiệt kia, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại, còn muốn chọc tức ta hay sao? Không nhanh lại đây băng bó vết thương cho ta đi, ta sắp tức chết rồi. Nghe như vậy, hắn ta liền tung tăng chạy đến, đỡ hầm thuốc xuống và băng bó tay cho Bạch Thiên Minh. Hắn ta vừa cười vừa hỏi: Sao, làm sao, ai dám chọc tức đại mỹ nhân ra nông nỗi này? Ai có thể làm cho Bạch Thiên Minh tức giận như vậy? Đúng là làm cho người khác phải rửa mắt mà nhìn. Mau, mau kể cho ta nghe về người đó đi. Hắn ta vừa băng bó vừa nghe Bạch Thiên Minh kể về Tạ Nhiên mà cười khanh khách. Người vừa đến thì tên là Hoa Phục, hắn ta là người bạn từ nhỏ lớn của Bạch Thiên Minh, cũng là một bông hoa lạ mà Bạch Thiên Minh kết giao. Người này trong video sau mình sẽ kể nha.